Xin chào anh chị. Hôm nay Ecomart sẽ giới thiệu đến anh chị sản phẩm bàn lá hơi cầm tay của Phoenix model GC5039. Sản phẩm này đang được bán tại siêu thị với giá 3.690.000, giảm còn 2.890.000, xuất xứ Indonesia, bảo hành chính hãng 12 tháng. Sản phẩm bàn lá hơi này với thiết kế chắc chắn vừa tay, giúp bạn kiểm soát đường ủi tốt hơn và thao tác nhanh hơn. Và với công nghệ chống cháy xém, không lo các nguy cơ cháy xém hư hỏng về bề mặt vải. Công nghệ phun hơi cảm biến tự động sẽ tạo ra lượng hơi thích hợp, phù hợp với từng loại vải, vừa đủ tăng hiệu suất ủi phẳng quần áo. Kết hợp 4 chế độ phun hơi tự động, thì anh chị cắm điện vào và bấm nút này sẽ tương ứng 4 chế độ tự động. Chế độ tự động phun hơi, chế độ phun hơi cao, chế độ ion hóa và chế độ tóc tắt phun hơi. Bạn có thể thay đổi các chế độ đấy thích hợp và tùy từng loại vải nhé. Và tiếp theo là ủi được mặt phẳng nhanh chóng dễ dàng bằng cách sử dụng bơm tăng cường hơi nước thích hợp của Philips sẽ cung cấp hơi mạnh, phun mạnh hơn và liên tục. Đây, chính nút này là để tăng cường phun hơi. Và mặt đế cao cấp, chống dính cao cấp sẽ hiệu quả tối ưu và chống chảy xước tốt, mài mòn tối đa, phù hợp với từng loại vải. Hiệu suất phun hơi cao và có kết hợp tính năng nhắc nhở xạ cặn thông minh sẽ giúp cho bạn biết khi nào cần phải tẩy sạch cặn bám, an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm này rất là phù hợp cho người sử dụng, phù hợp với từng loại vải. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị có thể truy cập website ecomart.vn hoặc gọi điện hotline 0243 965 6067, hoặc đến trực tiếp siêu thị điện máy Ecomart để có thể theo dõi các video sớm nhất của Ecomart. Vui lòng bấm nút đăng ký kênh YouTube của Ecomart. Xin cảm ơn.